Mọi người ơi, chính phủ sắp mở cửa rồi cho tất cả các tiệm nail với làm tóc để mà đi làm lại đó. Thì có những anh chị cũng thắc mắc và hỏi Trang những câu hỏi như thế này là mình có nên mở cửa lại hay không, hay là nếu mình không mở cửa thì sao, rồi nếu mà tiệm mở cửa chủ kêu đi làm mà mình không đi làm thì mình có bị ảnh hưởng tiền thất nghiệp hay không. Thì Trang làm gì á, thì mình cũng phải dựa vô cái tin tức của chính phủ, chứ mình không có nói lang bang. Tại mình muốn đưa tới cho mấy anh chị một cái tin tức rất là xác thực, chứ không có nghe từ chỗ này nói rồi chỗ kia nói một chút rồi mình nói tầm bậy. Như vậy nhiều lúc cái tin tức nó không đúng sự thật. Thì cái tin tức của mình á, thì mình phải dựa vô mình. Thì mặc dù mấy anh chị ở tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ đều có thể tự lên website của mỗi tiểu bang và tìm hiểu nha. Tại vì thường á, thì các website các tiểu bang nó cũng hơi giống nhau, nhưng mà mỗi thành phố hoặc là mỗi tiểu bang nó có một cái vài cái luật khác nhau một chút. Thì nếu mà mình muốn tìm hiểu kỹ thì mình phải nên lên website để mình tìm hiểu nha. Thì tại vì Trang thì ở Colorado, thì Trang làm một cái ví dụ cho mấy anh chị ở Colorado. Nhưng mà tiểu bang khác á, những anh chị nào tiểu bang khác cũng có thể tự lên tìm hiểu và coi những cái tin tức, những cái luật lệ như thế nào để mình hiểu rõ. Mình đi làm mình không có bị phạt, với lại không có bị những cái trục trặc cho cái công việc của mình sau này nha. Thì Trang sẽ vô Google, xong rồi Trang bấm nè, ở đây nó có unemployment Florida hay là unemployment Colorado, mình ở tiểu bang nào thì mình bấm cái chữ unemployment xong rồi cái tiểu bang thì nó sẽ nhảy ra website đó. Theo Trang thì Trang bấm Colorado, tại vì mình ở Colorado. Thì vừa bấm Colorado á, thì nó sẽ nhảy ra cái website này đầu tiên. Thì mình click vô đó, bấm vô đây thì nó có cái trang về unemployment, thì mình bấm về unemployment. Thì lúc mà mình vô unemployment mình kéo lên, thì bây giờ nó có thêm một cái nút này. Hôm bữa thì nó không có, nhưng mà giờ nó mới update một cái nút này là Return to Work Guidance for Worker, là những cái luật lệ, những cái guidance là giống hướng dẫn cho những người mà trở lại làm việc như thế nào. Thì mình sẽ bấm vô đây và coi những cái người ta sẽ nói những gì. Thì Return to Work Guidance for Workers, thì ở Colorado á, thì ngày 27 tháng 4 á, thì ông Governor đã cho một cái lệnh là Safer at Home. Tại trước đó là mình phải ở Stay Home Order, là người nào chỉ được làm việc quan trọng với xã hội, giống như là bệnh viện, nhà thương, cây xăng, nhà băng, chợ búa thì mới được mở cửa. Những cái tiệm, những cái business khác không có quan trọng lắm mà tập trung nhiều thì người ta bắt đóng cửa xuống. Nhà hàng chỉ được mở cho to go thôi. Những công việc mà làm ngoài vườn á, không ảnh hưởng tới việc tụ tập thì vẫn được làm. Nhưng mà bây giờ á, thì cái luật này nó đổi thành Safer at Home Order. Thì cái này á, toàn tiểu bang Colorado á, thì ông Governor ra cái order này trên ngày 27 tháng 4 năm 2020. Nhưng mà tùy theo từng county thì những cái người trong cái county á, nó sẽ cho những cái order này effective date, là những cái ngày có tác dụng khác nhau. Giống ở Jefferson County, ở Denver, Arapahoe, thì những cái tiểu bang, những cái county này á, thì nó lại effective on May 8. Cho nên ngày 9 này á, là sẽ có rất nhiều anh chị làm nail suy nghĩ tới chuyện mở tiệm hay không. Đây là cũng là một vấn đề nan giải cho mấy anh chị chủ tiệm và những người thợ. Nếu mà đi làm á, thì cũng sợ, tại vì bây giờ cái số mà những người bệnh dịch thì cũng chưa có xuống lắm. bây giờ nó không tăng nhanh thôi chứ nó cũng đang bằng, nó không đi xuống. Thì nếu mà mình đi làm thì sao? Mình rất là lo lắng, nhưng mà không đi làm thì sao? Thì mình cũng thương cho mấy anh chị chủ tiệm nail, tiệm tóc, cũng phải trả tiền rent cho cái SBA mỗi tháng. Có chỗ thì nó cho discount chút, hên lắm thì nó cho discount, còn không đa số là phải trả. Nhưng mà những cái tiền đó thì mình, những cái tiệm mà lớn á, thì có thể apply cái SBA loan được rồi, nhưng mà cái tiệm mà cái size nó quá nhỏ, vài người thợ thì lại không được, cho nên nhưng mà họ vẫn phải trả tiền rent. Mà không đi làm, không đi mở cửa business thì tiền đâu trả. Mà cái corona virus này á, là mình không có biết là nó sẽ chấm dứt khi nào. Hồi đó thì người ta nghĩ là mấy tháng, nhưng mà cái kiểu này nó cứ kéo dài hoài thì ít nhất cũng phải 1 trong 2 năm. Nhưng mà nếu mà mình sợ quá, mình không đi làm á, mình đóng cửa tiệm nail 1-2 năm thì mình lấy gì mình sống? Với lại tiền thất nghiệp thì nó cũng cho vài tháng rồi, nó cũng cắt, giỏi nhất nhiều nhất là 6 tháng thì nó cũng cắt thôi. Thì bắt buộc mình cũng phải trở lại đi làm, trước sau gì cũng phải trở lại. Thì bây giờ thì sẵn chính phủ đã cho mình mở cửa lại thì tại sao mình không đi làm, mình không mở tiệm nail? Thì nếu mà mấy anh chị nào mà có quyết định mở tiệm nail bây giờ á thì cũng tốt thôi, nhưng mà phải hết sức cẩn thận. Mình đi mở tiệm nail á thì mình phải nên chuẩn bị rất là kỹ càng, giống như là cái miếng chặn giữa cái bàn, rồi cái face shield, rồi đeo mask, đeo bao tay, thì nhớ là giữ vệ sinh sạch sẽ, không được gần gũi những người xung quanh. Mặc dù ví dụ trong tiệm mình có 5 người thợ, mình 5 người thợ này á, mình không có tụ tập với nhau nói chuyện. Ví dụ muốn nói gì thì đứng xa xa nói chuyện, đừng có gần gũi quá. Mà khi mình nói chuyện mình vẫn đeo mặt nạ, mình đừng có cởi mặt nạ ra, mình đừng có bất cẩn quá. Mình đâu biết được những người thợ, một trong những người đó đã bị nhiễm bệnh hay không, hay là một trong những người khách đã nhiễm bệnh hay không. Nhưng mà cái bệnh này thì theo mình tìm hiểu và nghe rất nhiều đài báo chí thì nói là nó lây lan qua cái đường người ta hắt xì, hay là người ta ho ra, nó văng ra. Nhưng mà mình đã đeo face shield rồi, nếu mà khách nó ho ra thì nó cũng không có dính vô mình. Với lại bao tay, mình nên đeo bao tay. Những người khách vô tiệm á, mình cũng nên check cái nhiệt độ của họ. Nếu mà họ quá nóng, quá bị sốt hay là gì là mình từ chối, mình không nhận người đó vô làm, hoặc là bắt họ là phải bắt buộc họ phải đeo mặt nạ thì mình mới service. Còn nếu họ không đeo cái khẩu trang á, thì mình không nên service cho những người khách như vậy. Tại vì mình biết là đồng tiền nó cũng quan trọng, nhưng mà sức khỏe của mình thì quan trọng hơn nha. Thì mình đi làm thì vẫn đi làm, nhưng mà ráng hết sức cẩn thận để giữ gìn sức khỏe, để bảo vệ cho gia đình và mọi người nha mấy anh chị. Tiếp theo nữa, Trang sẽ đọc qua cái còn trong phần tiệm nail á, thì Trang thấy có nhiều mấy anh chị khuyên là ví dụ như mình làm, mình ngồi cách ra xa, ví dụ bàn nail á, thì ngồi cách ra, cứ một bàn cách một bàn, chứ đừng có ngồi sát nhau. Ở trong tiệm cũng đừng có tụm 5 tụm 3 nói chuyện cười giật, mình giỡn, hay là ăn cơm chung, hay là ngồi tám mình nói chuyện giống như hồi xưa được. Mình nên đề phòng là hay mình không biết là ai nhiễm bệnh hết, cho nên mình nên cách xa một chút thì mình sẽ được an toàn. Thì mình chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, đừng có duỗi tay vô mắt, vô mũi, vô miệng, rồi lúc nào cũng có mặt nạ, face shield, rồi có cái chắn của table, cái ngăn chặn của giữa cái bàn á thì càng tốt. Như vậy người khách mà lỡ họ có hắt xì hay gì á, thì mình cũng đã được ngăn chặn rồi. Thì mình thấy mấy cái miếng chắn đó bây giờ ở nhà băng, ở chợ Costco, ở chợ Sam's Club, nó đều để cái miếng trắng đó. Rồi khách vô tiệm á, thì người ta recommended là người ta khuyên là nên là lấy hẹn trước. Nếu mà khách tới đông quá là mình không nên cho vô tiệm. Ví dụ họ có thể vô, họ sign in, nếu mà walk in á, họ có thể sign in vô, nhưng mà họ phải đợi ở ngoài xe. Rồi xong mình làm xong cái người khách này á, mình ra mình ghét họ, mình kêu họ vô, chứ đừng có nên để cho họ tập trung trong tiệm đông đúc, không có tốt. Như vậy là để tránh cái tình trạng lây nhiễm nhiều cho nhau. Rồi như vậy là cái chuyện về tiệm nail, là nếu mà ai cũng làm như vậy thì mình hy vọng là cái sự lây lan nó không đến nỗi nào. Mọi người đều cẩn thận, đều giữ vệ sinh sạch sẽ, và thì không đến nỗi nào đâu. Thì khi mấy anh chị đi làm về á, thì nên là tháo bao tay ra, tháo mặt nạ dục hết, face shield thì nên rửa lại bằng xà bông ở lớp ngoài để ngày mai mình đeo tiếp. Rồi áo quần mình về á, mình cởi ra mình bỏ mình giặt liền, rồi mình tắm trước khi mình ăn uống hay là gặp con cái hay là những người trong gia đình của mình, thì mình nên làm vậy thường xuyên. Đừng có quên, đừng có ý tại con virus này nó rất là nguy hiểm. Mình đừng có ý là không sao đâu, biết đâu có ai bệnh đâu, nhưng mà mình không có biết được những người này họ đã đi đâu và họ đã làm những gì, họ đã gặp những ai, họ có nhiễm bệnh hay không, cho nên mình vẫn cẩn thận là hơn nha. Còn ở trong tiệm á, mà khi mà mình ăn uống á, thì mình cũng nên tháo bao tay ra, tháo mặt nạ ra, ngồi ăn riêng rẽ, đừng có tập trung với nhau. Nhất là mấy cái dụng cụ đựng thức ăn giống như chén, đũa, muỗng á, mà nếu mà mình không muốn lây lan á, thì mình cũng nên xài riêng, mỗi người xài riêng chứ đừng xài chung. Ví dụ như chén của mình mang đi theo, muỗng của mình mang đi theo, mình ngồi xài riêng biệt chứ đừng có xài chung. Xài chung á, cũng nếu mà rửa không sạch á, thì nó cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Thì đó là chuyện của tiệm nail và mấy anh chị đi làm nail nha. Thì tại vì mình thấy nếu mà mình cứ đợi nó mà chấm dứt để đi làm thì không biết chừng nào mới chấm dứt. Thì bây giờ các quan chức chính phủ đã cho mình đi làm lại được, thì mình cứ đi làm, mình đi làm nhưng mà mình cẩn thận thôi. Rồi mình nói về thêm cái những người nào có thể không đi làm mà vẫn được tiền thất nghiệp nha. Tại vì nếu mà mình đã khai tiền thất nghiệp thì thường là nó hỏi cái câu là are you ready back to work? Mình phải trả lời yes thì nó mới cho tiền thất nghiệp. Mình trả lời no thì người ta lại không cho. Nếu người chủ kêu mình đi làm mà mình từ chối, phải có lý do tại sao mình từ chối. Phải có lý do là mình không được khỏe, cho nên hay là mình phải ở nhà giữ con. Thì nếu mà nó rơi những trường hợp đó thì mình có thể tiếp tục ở nhà tiếp để hưởng thêm cái tiền thất nghiệp. Nếu mà mình không được khỏe hoặc là mình lớn tuổi, những cô bác nào mà trên 65 tuổi á, thì không nên đi làm lại. Nếu mà đi làm thì làm những công việc là bắt điện thoại, nói chuyện trên phone thôi chứ không tiếp xúc mọi người. Còn đi làm mà gặp tiếp xúc mọi người thì nên ở nhà, không nên đi làm lại nha. Thì trên đây nó đã nói nè, những mà worker right and protection là quyền lợi của những người công nhân khi mà trở lại công việc làm, đặc biệt cho những người vulnerable population, giống như những người vulnerable này là những người mà dễ bị tổn thương, dễ bị nhiễm bệnh á, thì mình nên ở nhà. Thì để mà ở đây đó có những câu hỏi nè, cái lệnh Safer at Home á, là nó nói về quyền lợi của những người, quyền lợi và những cái bảo vệ cho những người công nhân khi mà trở lại công việc. Nếu mà mình làm gì mà nếu mà người chủ của mình kêu mình trở lại công việc mà mình không feel safe thì mình nên làm gì? Mình có bị mất tiền thất nghiệp nếu mình không trở lại công việc làm? Thì để trả lời những câu hỏi này á, thì mình sẽ bấm vô đây. Nó sẽ nói trước nhất là những khi mà cái giờ của mình bị giảm hay tiền lương của mình giảm, thì nhưng mà mình đang chuẩn bị để trở lại công việc trước đó, thì những cái resource là những cái tài liệu này á, nó sẽ có cho mình biết là nếu mà mình công việc mình bị giảm và giờ mình bị giảm thì mình có thể apply cho cái chương trình thất nghiệp dựa vô cái tình trạng của mình. Cái Care Act á, thì nó cho mình thêm cái benefit cho những người mà bị hết cái tiền unemployment insurance á, thì họ có thể apply cho cái Care Act, cái PUL. Okay. Còn những người self-employee thì họ được qualify cho cái chương trình PUA, với lại cộng thêm đó mình lãnh cái chương trình tiền thất nghiệp bình thường thì mình có thể nhận thêm 600 một tuần cho tới tháng 7 nha, từ tháng 4 cho tới tháng 7, 3 tháng. Cái này hợp lệ cho tất cả những người mà đã khai tiền thất nghiệp thông thường hay là tiền thất nghiệp qua cái dạng Care Act PUL. Thì nếu mà muốn khai thì bấm vô đây. Tiếp tục câu hỏi là làm gì nếu mà người chủ mình muốn mình quay lại làm nhưng mà mình không có feel safe, là mình không có cảm thấy an toàn, thì nó dựa vô cái home, Safer at Home executive order, thì là không có cái người nào mà bị dễ tổn thương, dễ nhiễm bệnh á, là có thể dễ tổn thương, dễ nhiễm bệnh thì có thể trở lại công việc. Có thể là bị chủ ép buộc trở lại công việc nếu mà cái công việc mình gần với làm việc chung với những người khác, giống như những người mà dễ bị nhiễm bệnh lây nhiễm á. Thì lát nữa Trang sẽ định nghĩa cái chữ vulnerable này là những người như thế nào. Thì những người này á, là chủ không thể nào bắt buộc quay lại làm được. Người chủ á, muốn người này làm thì những công việc là remote work thôi, giống như ở nhà gọi phone, bắt điện thoại rồi thôi, chứ không có tới chỗ làm. Còn nếu mà mình từ chối là trở lại làm việc mà bởi vì cái công việc này nó không có satisfy, nó due to unsatisfactory and hazardous, thì cái công việc này nó hơi nguy hiểm, nó không an toàn á. Dựa vô cái tình trạng sức khỏe của mình, hoặc là dựa vô cái tình trạng của mình á, thì mình có thể tiếp tục được nhận lên cái benefit này dựa trên cái tình trạng của mình. Thì lát nữa là mình sẽ nói là những người vô thôi, để bây giờ để mình nói qua cái vulnerable Vulnerable là những người, vulnerable group là những người đã, để mình qua cái chỗ vulnerable group là những người như thế nào nha. Thì bên đây á, cái Safer at Home Order nó nói vulnerable group này là những người đã 65 tuổi trở lên là được thuộc vô dạng vulnerable group. Thì người ta có thể ở nhà, người ta không đi làm, người ta vẫn lãnh được tiền thất nghiệp. Hoặc là những ai mà bị bệnh giống như là bệnh phổi, bệnh suyễn thường hoặc là nặng, hoặc là bệnh tim, hoặc là những người mà không có sức đề kháng, dễ bị nhiễm bệnh đó, không có sức đề kháng, hoặc những phụ nữ đang có thai, hoặc là những người mà có high risk, mà những người bác sĩ, những người là dễ bị nhiễm bệnh giống như bác sĩ nó kêu là không nên đi làm, thì những người đó có quyền ở nhà, có quyền ở nhà không đi làm để mà vẫn được tiếp tục khai tiền thất nghiệp nha. Để Trang nhắc lại là những người trên 65 tuổi và những anh chị bị bệnh phổi, bệnh suyễn, những người mà bệnh tim, hoặc là những người mà có immune system nó không có tốt á, cái sự đề kháng nó không có tốt lắm, nó dễ nhiễm bệnh á, thì hoặc là những người mà bác sĩ recommended là không đi làm tại sức khỏe không được tốt á, thì có quyền ở nhà ăn khai tiếp tiền thất nghiệp, mặc dù chủ nó kêu mình đi làm thì mình không đi làm được. Ok. Còn cái câu hỏi này nữa nè, cái câu hỏi này cũng rất là popular, là cái chỗ làm của mình muốn mình đi làm lại, nhưng mà bởi vì cái trường học đóng cửa và không có ai lo cho con cái của mình, thì cái option của mình là gì? Thì nó nói là dựa vô cái Safer at Home Order thì người chủ phải người chủ phải chấp nhận là người đó không đi làm, người ta vẫn được hưởng tiền thất nghiệp, bởi vì người ta không có người nào giữ con thì vẫn được tiếp tục ở nhà để hưởng tiền thất nghiệp. Ok, tại vì bây giờ trường học đóng cửa hết mà bé basic thì không mở, mình không có ai giữ con, thì mình phải có ít nhất trong gia đình có 2 lao động chính thì một người, ba hoặc mẹ là phải ở nhà giữ con rồi, thì mình có quyền ở nhà để mình tiếp tục ăn tiền thất nghiệp nha. Thì nhờ cái video tiếp, trong cái video tiếp Trang sẽ chỉ cách lên mình khai cái tiền thất nghiệp á, mình làm request payment, làm sao để mình trả lời cho những câu hỏi, những cái trường hợp như thế này. Ok, mình phải trả lời cho đúng thì mình mới được ở nhà mà vẫn được lãnh tiền thất nghiệp. Với cái Care Act, mấy anh chị mà có thai 99 với cái Care Act nó cũng cung cấp cho cái tiền thất nghiệp dưới cái Pandemic Unemployment Assistance cho những người như thế không có thể đi làm bởi vì Covid-19. Ok. Còn câu hỏi kế tiếp là nó hỏi là mình có hợp lệ để mà được trả cho cái chuyện Covid-19, là mình bị nghi là bị bệnh cho nên mình phải ở nhà, mình phải quarantine, thì bị nghi ngờ là nhiễm bệnh thôi, chưa có nhiễm bệnh, thì theo luật là nó require trả cho những người đó 2 tuần để nhà. Còn những cái condition nào mà được trả ở nhà là những công nhân mà bị bệnh cảm, giống bệnh cảm, hoặc là có cái bệnh giống như là mình nghi là bệnh Covid, giống như là mình bị ho, bị sốt, bị ho, bị sốt, bị mỏi mệt, mình không có nếm được mùi màu gì đó, có những cái symptom giống như Covid, thì mình ở nhà thì mình vẫn được hưởng 2 tuần trước nha, 2 tuần trước. Xong đến khi cái test mà nó negative á thì mình trở lại mình đi làm nha. Cái luật Federal là nó nói là mình sở lao động nó phải trả cho những child care needed, có nghĩa là mình ở nhà giữ con nè, tại vì corona virus bị cái trường học bị đóng cửa cho nên không có ai giữ con, thì mình cũng được tiếp tục ở nhà. Thì so far là nó nói dạy về những cái luật bảo vệ công nhân. Còn mình muốn nói về cái Safer Home Order một chút để mọi người hiểu rõ nó là cái gì. Thì để mình đi làm lại thì nó phải làm cho đúng luật. Thì ông Governor Jay Polis là Governor của tiểu bang Colorado thì ra cái order này vào ngày 27 tháng 4. Giống Trang đã nói hồi nãy, nhưng mỗi county thì nó có extension một chút. Thì nhưng mà ngày 8 này là bắt đầu hết hạn, thì tất cả mọi người, mọi công việc nó cũng sẽ trở lại, nó mở cửa lại nhưng mà không phải như bình thường nha. Cho nên thì hồi nãy Trang đã nói về trường học, thì cái Safer Home Order này thì cái trường học từ trường preschool tới lớp 12 là sẽ nghỉ hết năm học này rồi, không còn trở lại đi học nữa, nghỉ hè luôn rồi, vừa học online thôi, không có đi học. Còn higher education giống college này nọ thì nó cũng có những cái course online để học. Rồi cái khúc này nó nói về những người vulnerable, những người mà dễ bị nhiễm bệnh. Thì hồi nãy mình cũng đã nói qua rồi là không nên đi làm. Thì những người này được có quyền ở nhà để lãnh tiền thất nghiệp tiếp, không nên đi làm lại ngay bây giờ. Còn những người nào mà bị bệnh hoặc là test positive bởi vì Covid á, thì phải ở nhà và phải ở nhà, phải gọi để lấy thuốc uống. Còn những cái người chủ á, là phải thông cảm cho những người thợ, phải ở nhà giữ con, hoặc là những người nào mà sống chung với những người mà bị với những người mà dễ bị bệnh á, những người mà cần mình chăm sóc á, thì nên ở nhà, còn người ta không có thể đi làm được. Giống như trong gia đình có người bệnh, giống ba mẹ bị bệnh quá, hay là trong gia đình có người bệnh á, mình phải ở nhà chăm sóc, thì mình cũng có thể được ở nhà ăn tiền thất nghiệp, không đi làm được. Trong này nó có nói về civil rights với lại discrimination là không được kỳ thị lẫn nhau, hoặc là những người nào có bệnh thì mình cũng không được kỳ thị những người đó. Nói về Colorado thì social distancing với lại social interaction thì nó nếu mà mình lái xe đi cần thiết đi làm thì nó khuyến khích là không nên đi quá 10 mile đi làm, hoặc là nếu mà những cái chỗ public mà tụ tập với nhau là không nên quá 10 người. Nếu mà những cái công việc mà mình có thể work online được thì nên work online. Còn những công việc nào không work online được thì người ta nói là mình phải đi làm, mình mở business giống như những tiệm nail mình mở lại thì mình phải chấp hành cái luật social distancing. Cho nên hồi nãy mình nói là cái bàn này cách bàn kia ra một cái bàn, không có ngồi sát nhau, không tụ tập ăn uống với nhau. Nhà hàng thì deliver service, pick up thôi, chứ không có nên là ngồi trong nhà hàng. Rồi mình nói để mình coi tới cái phần đó nè, cái này nè, đã nói là on May 4 là ngày 4 tháng 5 thì cái permit cho mấy người mà non-critical commercial business là non-critical commercial business, những cái tiệm mà nó không có đến nỗi quan trọng như giống như tiệm nail hay là tiệm tóc hay là gì đó thì mình có thể mở cửa lại, nhưng mà nó allow to 50% là 50% của employee là làm việc ở trong tiệm thôi. Nó nói là up to 50% thôi, không được quá nhiều. Mà make sure là mình clean sạch sẽ, rồi mình khử trùng, rồi cũng social distancing. Lúc mà mình làm việc là lúc nào mặt với tay cũng có cover, có nghĩa là mình phải đeo mask với là đeo bao tay nha. Để mình coi có cái gì quan trọng hơn nữa mình. Ok, so far là như vậy. Chúc mấy anh chị tiệm nail mở cửa lại làm ăn phát đạt nha. Nhưng mà phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc và stay healthy, ráng giữ để không bị bệnh nhé. Ok, bye bye.